bùa không về được. Nên là tính nghĩ là thôi bỏ ra đi, để lỡ vận động tay chân thì nó còn được đấy. Hey, hey, tay chân các em đâu hết là kiểu đấy. Còn đóng thùng là nhiều khi là nhấc tay nhấc chân lên nó lại bung hết cái áo ra thì mặc về cho nó. Đây mọi người thấy không? Quà cáp bao la bát ngát. Mọi người có cảm thấy vui khi mà đồng hành cùng với lại một cái hành trình mà ngoài đem lại cho mọi người những cái sự tích cực trong cuộc sống, những cái giá trị nhân văn, là chúng ta còn nhau cùng nhau đồng lòng làm lên những cái chuyến thiện nguyện tuyệt vời nữa, đúng không mọi người? Đấy mới là cái mục đích và là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý vào để mà chúng ta cùng nhau xây dựng ra những cái câu chuyện đó. Đó, nên là mọi người thấy bây giờ thì Hùng cũng không biết là lát nữa cái xe 40 mấy chỗ thì có thể là đựng được tất cả những cái số quà tặng ở đây hay không, mình chưa biết. Có ai băng qua lối về? Thật là tuyệt vời khi mình chào nhau. Đắk Lắk. Yeah, mình sẽ khởi hành vào lúc 22:30 tại địa điểm này. Mà nói thật với mọi người là lâu lắm rồi tôi không có đi xe mà kiểu đường dài á. Ngày xưa mọi người biết là gia đình của Hùng á, là bên dòng họ nội, là có kinh doanh dịch vụ xe Bắc Nam. Nên là khi mà mình đi từ Bắc mà vào trong Sài Gòn á, mình toàn đi xe kiểu là ngồi 2 ngày 2 đêm hay 3 ngày 2 đêm. Ui trời ơi. Mà mọi người biết là xe Bắc Nam người ta đi, người ta có bao giờ kiểu là chạy một mạch đâu. Người ta cứ đi một quãng rồi người ta bắt khách. Xong rồi cái cực khổ nhất của cái việc đi xe Bắc Nam chính là cái việc mà vệ sinh. Bởi vì xe lâu lâu người ta mới dừng một lần, người ta đâu có dừng liên tục đâu. Mà tôi thì lại kiểu hay bị mắc tè. Ôi trời ơi. Nhớ đến những lúc mà cầm chai nước mà ngồi cái thằng ngồi cạnh cùng nhau tuôn vào. Ôi trời ơi, đau lòng. Bây giờ nghĩ cái cảnh mà ngồi từ Sài Gòn đến Đắk Lắk tới sáng, không biết nó như thế nào để người nữa. Còn gì nữa. Mà ngày xưa cái thời lớp 8 thì nó chỉ có nhiều đây là mình cho vào chai nước nó còn được. Còn bây giờ thì chắc phải có miệng giếng mới vừa đấy. Chết thì nghĩ đến cái cảnh đó thì không biết thế nào. Đấy. Mọi người đó, đi xe đi máy bay là đâu có bắt khách giữa đường đâu. Còn đây đi xe kiểu Bắc Nam nó hay bắt khách giữa đường mà. Đấy, nên là không hiểu là lâu lắm rồi mình mới đi một cái đoạn đường dài 6-7 tiếng như này, ngồi xe không biết nó sẽ như thế nào. Mang cho cái phễu thì cứ trò là cứ thế, cái phễu làm sao mà đủ với thầy. Ít ra nó phải là bằng cái xem nào. Bằng cái miệng bô. Thì may ra nó có thể kiếm cái nào nó vừa phải miêu tả cho nó dễ nè. Rồi nặng quá không được. Cái không được. Cái càng được không thầy. Mang theo cái ba lô. Ba lô này nó lại nhỏ giọt nên phải có cái thấm nước. Bây giờ là 15 phút nữa, 12 phút nữa là sẽ đến đúng 20 giờ. Tôi thì qua đây từ rất là sớm rồi. Đấy, ta đang đứng ở đây để bảo vệ cái số phần quà này cho các bé. Và ngày mai chúng ta sẽ có rất là nhiều những hoạt động. Và có khả năng là coi như là mình live stream là từ đây cho đến đến sáng luôn. Ai nói chung là bạn nào nhân viên của cô lần khỏe thì like. Nhiều khi tôi lên xe tôi cũng cần phải chợp mắt một xíu. Cả đêm qua 6 giờ mới ngủ trong đời. Lần vờn bây giờ mắt nó cứ kiểu đờ này mọi người thấy không? Cái gì cái trò cứ thế mất quan điểm. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em trong bộ đồ anh nghe. Đâu con Mi nó qua đây rồi, hồi nó đi học xong nó qua đây cách đây được 10 phút rồi, xong nó lại chạy về nhà để nó lấy đồ thêm rồi, với lại để cái xe đạp điện ở nhà chứ sợ mang qua văn phòng không còn chỗ để. Ê, vẫn đẹp trai như thầy đứng ngóng. Tôi lên văn phòng từ sớm, xong tôi lên tầng số 4 là cái tầng hay live stream. Thấy trên đó nó hơi bị ngột ngạt, nên là quyết định đi xuống xem mà mọi thứ như nào. Mi hôm nay nó có đi học mà mọi người, hôm nay là đi học buổi đầu tiên, hôm nay tập viết chữ. Hay là nó khoe, này nó gọi điện nó khoe tôi là hôm nay được cô chấm cho 7 điểm viết chữ. Đấy. Coi như là số 7 đầu tiên trong cái hành trình từ lúc tôi đồng hành cùng với nó. Còn ngày xưa thì nghe mẹ nó có kể rằng là nó cũng đã từng đi học lớp 1,
Nhưng mà không biết là học hành kiểu gì hay là như thế nào, bỏ ngang hay sao thì tôi không có nhớ kỹ. Nhưng mà ngày xưa nó cũng đã từng có thời gian là được đi học lớp 1 rồi thì phải. Đấy, mẹ nó kể vậy. Vì nó hơn tuổi cu đen tới gấp đôi, đúng không? Nhiều khi đi học trong một cái lớp mà kiểu là mình lớn tuổi như vậy thì đôi khi mình cũng sẽ có một cái sự ái ngại. Cái điều đó là điều tôi nghĩ là ai cũng sẽ có rồi. Ví dụ như bây giờ tôi mà 30 mấy tuổi, bây giờ cho tôi đi học sinh viên năm nhất thì thôi rồi. Mình vào lớp đôi khi là nhan sắc của mình là so với lại các bạn đồng trang lứa thì có vẻ là sẽ mờ lem hơn. Nhưng mà so với số tuổi thì tất nhiên là mình sẽ có một cái sự chênh lệch rồi. Tự nhiên mình 31, 32 mà đi học với lại mấy cái bạn sinh viên năm nhất 18 thì tất nhiên là mình sẽ cảm giác như là kỳ cựu ngồi với lại các bé lớp mầm, đúng không mọi người? Đấy, nên mọi người chúng ta là cũng thấy rồi. Mê thì nó cũng đang đi học cái buổi học như vậy. Và vì là một cái cô bé đặc biệt cũng như là được rất là nhiều người trên mạng xã hội người ta biết, nên là những cái bước đi của My ở trong trường thì giáo viên người ta cũng sẽ quan tâm. Nên là mọi người chúng ta cũng thử đặt ra một câu hỏi thử nhá. Bây giờ nếu như mọi người là phụ huynh của một cái cô bé hay cậu bé nào đó, mà nếu như cô bé cậu bé đó học chung lớp với My chẳng hạn đi, giả sử đi, phụ huynh của cô bé cậu bé đó cũng biết My rất là viral trên mạng xã hội, thì tất nhiên là viral thì về sẽ tìm hiểu xem coi là cô My này là như thế nào mà được nhiều người họ viral trên mạng xã hội như vậy. Thì tất nhiên là khi mà người ta tìm hiểu thì sẽ có mặt tốt và sẽ có mặt chưa tốt. Và tất nhiên là khi mà con của mình học trong một cái môi trường như vậy thì tất nhiên là ba mẹ phụ huynh nào cũng muốn con mình được tiếp cận với những cái người mà ba mẹ nghĩ rằng là con mình nó sẽ có thể là trở nên tốt hơn. Đấy, thì mọi người thử nghĩ xem nếu như mà vô tình về mà ba mẹ phụ huynh của các cô bé cậu bé đó người ta tìm hiểu rằng là My trước đây là một cô bé rất là trải nghiệm trường đời, xong rồi làm những cái video mà nó hơi bị quá lứa tuổi, thì tất nhiên là ai cũng sẽ có một cái sự chú ý và quan tâm đến. Nên là Hùng mới nói với mọi người là nếu như mà thực sự mà mọi người quan tâm đến cái tương lai của My thì hãy cho My những cái lời động viên và làm những cái video thì nó phù hợp với My, để cho trên trường lỡ như giáo viên hay phụ huynh người ta có theo dõi được thì người ta cảm thấy rằng ôi, cô bé này được rất là nhiều người yêu mến vì một cái sự năng động, vì một cái sự tích cực, và vì mười mấy, hai mươi, gần 15 tuổi rồi mà cô bé này vẫn còn cố gắng đi học để biết chữ, thì đấy là cái sự tích cực. Và phụ huynh của cái cô bé hay là cậu bé ở trong lớp học đó muốn được rằng con mình hãy tiếp cận
tiếp xúc với cái cô bé Ami này để được học cái sự năng lượng và trải nghiệm đó. Bởi vì ai trong cuộc sống thì cũng đều mong con mình có một cái sự trưởng thành. Thì khi mà tiếp cận với Mi là một cái cô bé đã kiếm tiền từ rất là sớm, hiểu được giá trị của đồng tiền và đang rất là nỗ lực để mà đi học, thì tất nhiên là sẽ khiến cho con của họ có một cái sự nhìn nhận hơn về cuộc sống và biết được rằng là à, bây giờ là bố mẹ đang rất yêu thương mình cho mình đi học. Còn đôi khi cái cô bé Mi này thì phải trải nghiệm trường đời còn quá là sớm, cô ấy rất là vất vả để mà kiếm được đồng tiền, mà bây giờ 15 tuổi mới được đi học lớp 1. Thì tất nhiên đó là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho Mi về cái con đường dài. Chứ đôi khi chúng ta mà cứ suy nghĩ về cái việc là để thỏa mãn cái niềm vui của mỗi cá nhân mà chúng ta quên đi tương lai của một cái đứa trẻ, thì cái đấy nó chưa phải là nhân vật. Nên mọi người chúng ta hiểu rằng là bản thân Hùng thừa hiểu, bản thân Hùng cũng là một cái người là được nhiều người biết đến trên mạng xã hội trước khi mà Hùng đồng hành cùng với Mi, nên Hùng hiểu rõ rằng những cái gì là những cái cần thiết để giúp cho mọi người biết đến mình nhiều hơn. Và mọi người thấy rõ ràng rằng là Hùng thừa hiểu khi mọi người chúng ta cứ ghép Hùng và Mi thành cái câu chuyện theo kiểu cổ tích, thì đấy nó sẽ là càng giúp cho Hùng và Mi viral hơn. Nhưng đấy là cái của câu chuyện trước kia khi Mi chưa đặt chân đến trường. Còn bây giờ thì khi Mi đã đặt chân đến trường rồi, nó lại mở ra một cái cánh cửa khác, thì đồng nghĩa rằng chúng ta cũng cần phải thích nghi với cái điều đó để giúp cho Mi nó có tương lai tốt hơn. Thì đấy mới là nhân văn mọi người. Chứ chúng ta sẽ không bao giờ vì một cái lợi ích cá nhân nào đó để chúng ta làm những cái điều gì nó hơi trái ngược đi với cái thời điểm. Nên là mỗi một cái thời điểm nó sẽ có một cái sự khác nhau, đúng không mọi người? Chúng ta không nên so sánh những cái câu từ hay là những cái điều của trước kia so với thời điểm hiện tại được. Giống như mọi người thấy thời điểm dịch Covid vậy đó, mọi người thấy rõ ràng, đúng không? Hùng thấy cực kỳ rất là nhiều người họ có điều kiện kinh tế giàu có, làm ăn doanh nghiệp tùm lum tùm la, nhưng mọi người thấy một cái dịch phát thôi, bao nhiêu người là không còn công ăn việc làm, phá sản này kia. Thì chúng ta không thể so sánh với cái thời điểm trước dịch và sau dịch được. Thì bây giờ dịch nó đã xảy ra rồi thì chúng ta phải thích nghi làm sao để chúng ta vực dậy lại cái công việc và cái nền kinh tế. Thì Mi cũng phải thôi. Mi là trước đây là ở trải nghiệm đường sống, đường phố để kiếm tiền và rất là nhiều thứ. Thì bây giờ Mi đã bắt đầu đi học rồi, thì chúng ta sẽ cùng trang bị cho Mi những cái điều gì thực sự là phù hợp với Mi của hiện tại. Thì bây giờ mọi người chúng ta nếu như theo dõi hành trình này, thì mọi người chúng ta mong muốn rằng là tương lai của Mi sau này trở thành một cái cô bé giúp ích cho xã hội, hạnh phúc và có một cái kiến thức, thì tất nhiên chúng ta hãy cùng nhau đồng hành với những cái sự văn minh và nó phù hợp với Mi hơn. Ok không mọi người? Đấy, đây là ở góc độ là một cái người giám hộ, thì Hùng cũng rất là mong rằng là những cái gì mà mình đang cố gắng để xây dựng hay là đồng hành cùng Mi sẽ giúp cho Mi có những cái đôi cánh nó bay cao và bay xa hơn. Đấy, nên là chúng ta hãy cùng nhau mang một cái tư duy nhân văn là như thế nào, để chúng ta hiểu được rằng là những cái giá trị chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ cho đi như thế nào để nó phù hợp. Đấy, nên là mong là mọi người chúng ta cũng có thể là đặt mình vào cái điều mà Hùng đang đồng hành cùng, để có hiểu được cái suy nghĩ và cái điều mà mình đang làm nha mọi người. Đó. Đúng rồi, nói chung là nhiều người thì họ cứ suy nghĩ mình nói là mình kiểu là ích kỷ hay là kiểu là thế này kia, nhưng mà thực ra tất cả những cái gì mà mình đang làm đều là mình suy nghĩ cho Mi hết. Đó, nên là không phải là vô tình mình tự nhiên chia sẻ với mọi người những cái điều như vậy. Hay cả những cái cuộc đi chơi Vũng Tàu, mọi người thấy cái cuộc đi chơi Vũng Tàu lần đầu tiên tôi không hề đề cập đến những cái vấn đề là trò chơi nó có như thế nào hay không, bởi vì thời điểm đó là chưa suy nghĩ đến cái việc là cho Mi đi học ở trường cấp 1, đúng không? Nhưng mà cái đợt đi Vũng Tàu lần này thì mọi người đã thấy rồi, mình đã thấy rõ ràng kế hoạch của mình sắp tới là cho Mi nó được đi học rồi, thì những cái trò chơi nào nó phải phù hợp với Mi, với cái lứa tuổi của Mi, và cái việc mà giáo viên vô tình người ta theo dõi cái phiên live đó làm sao để nó thật là phù hợp, thì như thế mới là cái để chúng ta có thể là chắp cánh cho một cái tương lai của một cái đứa trẻ nó phù hợp được. Nên là chúng ta thì ở trên mạng xã hội mà mọi người, chúng ta rất là hay thích thỏa mãn cái cảm xúc của cá nhân. Hùng thấy đại đa số như vậy, chúng ta thường rất là hay thích thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Ví dụ như khi mọi người thích một ai đó mà người ta thỏa mãn cái cảm xúc của mọi người, thì mọi người hay tung hô: ôi idol number one, ôi giời tôi yêu bạn, tôi mến bạn, tôi thỏa hoa cho bạn, tôi mua quà tặng bạn. Nhưng mà khi mà cái người mà bạn thích người ta không còn thỏa mãn cái cảm xúc của bạn nữa, thì sẵn sàng bạn có thể quay lại và bạn buông những cái câu từ nó cực kỳ là cay đắng. Hùng đã gặp rất là nhiều người như vậy. Thì đấy là cá nhân của mỗi người. Cái này thì Hùng không thể áp đặt được rằng là mọi người phải sống như thế nào cả. Còn đối với Hùng thì Hùng suy nghĩ rất là đơn giản trong cuộc sống thôi. Ví dụ như cái người nào mà mình thích thì mình sẽ dành cho họ những cái lời nó tích cực. Còn cái gì mà mình không thích rồi thì thôi, tất nhiên là đừng để làm sao nó vướng lọc cho cái bản thân mình nữa. Mọi người thấy Hùng cũng là một cái người mà rất là yêu âm nhạc, mà trong showbiz thì mọi người thấy là xì căng đan drama nó đầy rẫy ra. Nhưng mà thường là Hùng cũng không quan tâm nhiều đến đời tư của các nghệ sĩ làm cái gì. Hùng chỉ quan tâm rằng là cái ca khúc của họ nó có khiến cho mình cảm thấy hay không. Nếu mà cảm thấy hay thì mình sẽ cover, nên mình cũng chả quan tâm là đời sống của họ ra sao, để nó như thế nào cả. Còn nếu như mà họ làm gì sai với pháp luật thì để pháp luật xử lý, đúng không mọi người? Cái đó là cái mà chúng ta cứ dựa trên cái đó mà chúng ta làm. Nếu như ông sai với pháp luật thì pháp luật sẽ
Còn nếu như ông làm cái gì mà trái với lương tâm thì lương tâm ông tự dằn vặt. Tôi là một cái người ngoài cuộc, tôi chỉ đón nhận những cái gì nó tích cực là ok rồi. Uống miếng nước đi ba, hôm nay không có ba, không có nước để uống các con ạ. Tại vì ba đang ở dưới đây làm gì có nước để mà uống đâu. Đây rồi, vào đây khoe thành tích học tập nào. Đồ của con My đó hả? Sao lại để trong cái túi đó hả? Đồ con My đâu? Rồi vào đây để ba nó hỏi về thành tích học tập của nó ngày hôm nay nào. Đây lại ngày hôm đấy em đi trong mưa đây mọi người ơi. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, nén vào trộm đi khiến trăm năm. Nào vào đây khoe thành tích học tập đi con. Mưa ngâu bầy chim lá cái khóc thuần tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao xót sâu. Rồi cô ta và anh ta đã tới rồi. Nào xin mời cô ta và anh ta vào đây để khoe thành tích học tập hôm nay. Chào mọi người đây. Hello mọi người. My được 7 điểm và 6 điểm. 7 điểm và 6 điểm. 7 điểm và 6 điểm môn gì? Môn văn và môn chữ. Môn viết chữ đúng không? Hôm nay là cô dạy. Sai cho. Rồi. Môn chính tả và môn viết chữ. Môn chính tả và môn viết chữ. Là hôm nay là buổi học đầu tiên. Là cô cho mày viết chữ gì? Viết trả lời. Chữ gì? Chữ gì? Mày nói trước đi. Ủa, hay mày quên bài rồi tao hỏi mày mà. Tao đang hỏi mày. Nhưng mà. Mà cô đen hỏi nó nói chứ. Rồi cô đen trả lời. Bài viết chữ chữ quyết dưới. Cái gì? Quyết dưới. Quyết được ư ư. À bé đi chợ nè. Rồi bé đi chợ là cái đó là chính tả. Chính tả bé đi chợ, bé trồng quả. Rồi gì nữa nè? Bà từng lâm nhiều lắm. Rồi, nói chung là con 8 điểm, con 8 điểm. Rồi từ từ hỏi con My đi, hôm nay là buổi học đầu tiên đi học thì cảm giác như thế nào? Có mấy anh trai. Rồi nó khoe hôm nay đi học có mấy anh trai đến ok từ từ. Có mấy anh trai? Từ từ My. Có mấy anh trai đến xin cái gì? Dép Lào. Dép Lào, xem dép Lào xong rồi vẽ bức tranh để tặng. Giờ mày tao nghĩ là già nhất trường ấy. Cô đen nó nói là trong nhóm có người hết tôi. Rồi tao nghĩ là mai mốt là tao nghĩ là mai mốt là con My nó sẽ có một cái trường hợp như vậy là chị ơi anh yêu em đó, là có mấy cái thằng nó trong trường nó nhỏ tuổi hơn con My nên nó tán vào cái câu đó. Bởi vì mày là 15 rồi, mày hơn rất nhiều đứa trong trường tuổi đó. Có bé kia tặng cho tôi một cái bút bấm. Mà bấm bấm ra chị á. Chuẩn bị là sẽ có những thằng 7 tuổi, 8 tuổi đến chị ơi em. Em rất là yêu mến chị, theo dõi chị ở trên TikTok. Em rất muốn nói rằng là chị ơi anh yêu em. Nó lại là vượt tầm rồi. Mọi người hôm qua thân mới xem một cái clip trên TikTok nha. Có một cái anh thanh niên kia, quên gọi là thanh niên rồi, có một cái cậu nhóc kia mới khoảng tầm học lớp 1, lớp 2 mặc cái bộ đồ đỏ mà dẫn người yêu, dẫn cái cô bé kia gọi là người yêu cũng bằng tuổi học trung lớp về. Xong rồi mẹ bảo là tại sao không để xe điện đây được, không còn chỗ đâu mà để mày nhìn coi. Không, ở ngoài ai canh cho mày, mày hâm mà. Chú bảo vệ người ta phải đi ngủ chứ ai mà đi ra canh cái xe điện cho mày. Mày để nhà chưa? Phải để nhà đó, không có chỗ để đâu. Đi với tôi bạn. Đi chứ không vậy người. Ừ, đó. Thì lát nữa đến là bóc sau. Đấy mọi người hả? À đấy, có nhiều người xem được cái video đó rồi. Tôi là hôm qua vô tình tôi xem cái clip đó mọi người, theo cái tuổi bây giờ này mới có 5-6 tuổi thôi là đã yêu nhau chí chóe rồi. Tại vì ngày xưa cái thời tuổi của mình là không có công nghệ. Để mà gặp được nhau thì làm gì có cái chuyện mà alo em đang đâu đấy. Alo, alo mọi người đúng không? Cái thời mình ngày xưa là viết thư, gửi chim bồ câu. Đấy, xong rồi kiểu là viết thư xong để ngăn bàn. Đấy, ví dụ như chỗ của Crush ngồi ở đây viết xong lá thư để học bàn. Mai Crush đi học rồi đấy, thấy lá thư viết ra đấy, các đấy kiểu đấy. Còn bây giờ cái thời buổi bây giờ là cái thời buổi là coi như là con nít đã còn dành công nghệ hơn người lớn. Nó video call rồi đấy, nó bắt đầu đấy. Đấy hôm nay là xem được cái clip là cái cậu nhóc đó dẫn cái cô bé đó về, xong rồi mẹ quất ngay câu ôi con ơi con có bạn gái hả, mời bạn gái vào đây chơi con đấy. Xong rồi vào cắm hộp sữa uống mút chụt 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 đi sợ. Cứ quay đi em này. Bây giờ là 20:04. Nói thiệt My nói chuyện có duyên hơn ba nhiều. Ba cứ sang sảng
mi nhỏ nhẹ, ok, càng tốt chứ sao, có gì đâu mọi người. Con hơn cha là nhà có phúc. Tôi là một thanh niên ba mấy tuổi rồi mà đi so sánh tôi với một cái đứa trẻ 15 tuổi để làm cái gì? Nó càng hơn tôi thì càng tốt, đúng không mọi người? Ai cũng vậy thôi, ai chả mong con mình hơn ba mẹ, đúng không? Nên là con mình nó hơn mình cái gì thì cái điều đó là cái điều mình rất là vui chứ. Cái gì đâu mà đi so sánh thế này kia, đúng không mọi người? Đó, nên là những cái người mà đôi khi họ không có cái lòng bao dung, họ hay kiểu có những cái suy nghĩ trong đầu là ai hơn hay là ai thấp hay này kia. Tôi thấy tất cả những cái suy nghĩ đó nó cực kỳ là khập khiễng. Trong cuộc sống này mọi điều chúng ta phấn đấu đều đem lại hạnh phúc cho nhau. Nên là chúng ta cứ làm sao mà cảm thấy tâm mình vui và đem lại cái sự hạnh phúc cho người khác, đấy là tuyệt vời rồi. Còn đi ra ngoài đường mà cứ so sánh người này hơn người kia hơn để làm cái gì? Khi mà mình cứ so sánh bản thân mình với những cái người khác mà chúng ta tìm ra được cái bài học để chúng ta tiến bộ hơn thì chúng ta so sánh. Còn chúng ta cứ so sánh theo kiểu rằng là bản thân mình này, xong rồi bắt đầu dùng những cái câu từ tiêu cực để chà đạp người khác thì bạn cũng chưa đủ tần số để nói chuyện với tôi nha. Rồi ok mọi người, bây giờ là mình đang ở văn phòng và chờ My nó về, nó cất xong cái xe. My lại có chai tán, đúng rồi, trời ơi, dễ thương, năng lượng thì chai tán là chuyện bình thường mà, đúng không mọi người? Đấy, nên là mọi người chúng ta cứ vui vẻ, an tâm. Đây là nhiều chai tán thì đấy cũng là một cái gọi là vì rất là năng lượng, giống như ba nó rất là nhiều gái tán. Mọi người cúi xuống sau thầy là sao? À chai đây, trời ơi khổ quá. À chai là chai sau lưng. Nãy giờ cứ tưởng là bà chai trên trường. Mấy bạn nhân sự của cô Lần, mấy cái học trò này, một chồng ba con mà thấy chai là cứ tươm tướp lau nước miếng đi này. Trời ơi, lau. Chai tươm tướp.